Bạn vào boikiều.com nhé. Sau đó là bạn có thể vào cái tìm đoạn này, ấn vào mục tìm đoạn này. Chúng ta biết được là từ câu 1 đến câu 3253 câu là tổng số câu là 3253 câu. Đây là tổng số câu. Tuy nhiên, bạn sẽ chụp cho tôi 10 câu thôi. Ví dụ bạn sẽ chọn 17 đến 27. Sau khi bạn tìm được từ 17 đến 27, bạn chụp cho tôi. Bạn chụp nhé. Bạn chụp 17 đến 27. Sau đó đây là bạn sẽ thấy được 10 câu này. Và gửi cho tôi. Hoặc có những người lại chọn đoạn khác. Bạn sẽ chọn 39, 49 chẳng hạn. Bạn sẽ chụp cái này. Có những bạn thì lại chọn tìm đoạn 75 đến 85, nhớ là chỉ có 10 câu thôi. Đó. Xin được cảm ơn.